Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cập nhật thông tin thời tiết từ biên tập viên Hương Liên. Chị Hương Liên ơi, tôi thấy là ngày hôm nay Hà Nội trời khá là nhiều mây, thế còn thời tiết ở trong miền Nam thì như thế nào ạ? Vâng Thụy Vân, ở Nam Bộ như thành phố Hồ Chí Minh thì nắng không quá mạnh, nhưng với nhiệt độ cao 33 độ thì sẽ thấy là nóng bức. Dự báo đến chiều nay cảm giác nóng khô sẽ còn rõ hơn khi mà nhiệt độ tăng lên 36 độ. Đây là mức nhiệt dự báo trong lều khí tượng. Còn bên ngoài, dưới tác động của hiệu ứng đô thị, nhiệt độ có thể tăng thêm từ 2 đến 3 độ nữa. Cùng với thành phố Hồ Chí Minh, nhiều nơi khác của Nam Bộ cũng xảy ra nắng nóng 35-36 độ. Thậm chí ở Đồng Phú, nhiệt độ trưa nay ở mức nắng nóng gay gắt 37 độ. Trong thời tiết này, nhu cầu sử dụng các thiết bị điện tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ quá tải, chập cháy. Để tránh các sự cố, quý vị lưu ý một số khuyến cáo sau. Kiểm tra, tắt các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi nhà. Mỗi gia đình nên chuẩn bị sẵn các tình huống thoát nạn an toàn khi có cháy. Còn tại thủ đô Hà Nội, dự báo chiều nay mây sẽ mỏng dần, có khoảng hửng nắng, nhiệt độ tăng lên mức cao nhất là 31 độ. Đến tối nhiệt độ giảm nhanh xuống còn 27 độ, trời mát dịu. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Bây giờ xin mời tiếp tục với các tin tức khác của Chuyển động 24 giờ.